tiếp theo của mình nhá. Bye bye. Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho chúng ta cách làm một món, đó là món bánh mì trứng sữa các bạn nha. Thì ở đây là mình sử dụng cái bánh mì này là bánh mì vuông các bạn này. Đây, bánh mì này. Ở đây thì mình sử dụng một quả trứng như thế này nhá. Một ít sữa đặc các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ làm một món bánh mì trứng sữa để chúng ta ăn bữa sáng các bạn nha. Đây các bạn này, đây là cái phần trứng thì mình sẽ đập nó ra nhé. Mình sử dụng sử dụng lòng đỏ trứng gà nhé, lòng trắng mình để như vậy. Mình sẽ đánh những cái phần trứng này cho nó đều các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ một ít sữa vào trong trứng này luôn. Mình sẽ đánh đây các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ vào đây. Đây. Như thế này các bạn nha, mình tràn cho nó đều như thế này này. Rồi mình sẽ chiên nó luôn. Này các bạn. Cái bánh mì trứng sữa rất là ngon này. Bây giờ thì mình sẽ quay ra các bạn nha. Rất là ngon và hấp dẫn các bạn này. Đấy. Rồi và bây giờ thì mình đã hoàn thành xong một cái bánh mì trứng sữa rồi các bạn. Đấy. Đơn giản như vậy thôi.
chỉnh sửa. Bây giờ thì mình sẽ trang trí nó một tí này. Đây các bạn. Đấy, như vậy thì mình đã hoàn thành xong đây các bạn này. Như vậy mình đã hoàn thành xong, đây là một món bánh mì trứng sữa rồi các bạn nhá. Thì đây là cái bánh mà rất là đơn giản mà mình có thể làm tại nhà một bữa sáng cho gia đình của mình như thế này, cũng rất là thơm và ngon. Đấy, cái bánh thì nó rất là giòn các bạn này. Đấy, thì đây là thành quả của mình. Còn các bạn có cách làm như thế nào hay hơn thì chúng ta hãy comment ở phía dưới video giúp mình nhé. Rồi, và video của mình đến đây cũng là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm món bánh xiên các bạn. Rồi, với món bánh xiên này thì mình sẽ sử dụng một cái que để chúng ta sẽ tí nữa chúng ta xiên vào nó nhá. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một ít bột để chúng ta sẽ làm một cái bánh này. Rồi mình sẽ sử dụng bột nếp và bột mì các bạn nhá. Bột nếp và bột mì này.